xin chào tất cả các bạn nha. Đây, hôm nay thì cái con cô bé cô của mình nay mình lên cái gạo bự lắm nha các bạn. Nó đi dài dài qua bên đây mà của mình lên cái bờ của mình làm của mình múc dài lên làm cái nền nhà cho người ta nha. Ở bên đây cạn lắm nha. Đây, con đường bên đây rất là cạn nha các bạn. Nay mình sẽ bơi dài vô đây nha. Nay mình đi cái chở của nó hơi bự nha. Đi lên cái gạo đất bự lắm nè. Lên cái gạo đất khủng lắm. Mình múc đất mình dục qua bên để cho có cái đường mình chạy xe lên bờ nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký like, chia sẻ video ủng hộ cho mình nha. Ở bên này đây, lên gạo này là bự đó nha các bạn. Biết sao không? Này tại vì mình ấy mình múc dài dài vô trong mình mới chạy lên bờ được nha. Rồi giờ mình kéo tới thử một cái nha. Lên đất thì phải mèo. Thank you.
nhóm nghe phà luôn, thấy ghê không? Trời ơi, đi gào thì muốn cắm cái đầu nhỏ luôn. Rồi, ok, hôm nay chạy hôm nay thì còn hơi nắng nha. Tới miếng rồi đã. Kéo đi dài tới phía trước, bắt đầu lên bờ luôn nha các bạn ơi. Dây nhỏ gì không rồi, mở dây nó bị cái gì vậy? Rồi mắc kẹt ở đây cạn luôn rồi. Tới được miếng rồi sao? Đang mình đang bủa cái đập này vô qua ở bên đó nha. Đang múc dài dài vô ở trong cái lên trên cái con đập này nha các bạn. Quá trình khủng rồi. Rồi mình quẹo về cái hướng ở bên đây nha các bạn.
để chơi cái gàu bự múc đã không? Rồi ok, mình xin tạm dừng video này nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.